Ở tập trước, quốc vương bị bệnh. Ông cho gọi hai công chúa và hai phò mã về, nhưng chẳng có ai về. Ách Ni nghe tin, nàng trở về chăm sóc cha một ngày một đêm. Nhưng thấy cha bệnh trầm trọng, nàng lo lắng nên chạy về báo cho Hansen biết. Chủ nhân, ngài thiên vị thần mã quá à. Săn sóc làm đẹp cho ngài ấy, còn tôi thì ngài lãng quên luôn. Ngươi đừng có ganh tị, bởi vì ngươi xấu hay đẹp thì cũng cưỡi trên lưng của thần mã mà. Ôi, không thể được, không thể được. Tôi xin chủ nhân hãy trau chuốt, chăm sóc cho cái yên thật đẹp thì mới xứng tầm với tôi. Phụ vương của thiếp chắc không qua khỏi rồi chàng ơi. Tại sao vậy? Phụ vương bệnh gì? Trên người của ngài đầy những mụn nhọt, lở loét. Nàng đừng quá lo lắng, để ta nghĩ cách coi sao. Hiện giờ quốc vương bệnh tình nguy kịch, cả hai biết ở đâu có thuốc gì chữa khỏi không? Ta tin là hai người biết, có phải không? Tôi không biết. Thần mã, ngài biết thì giúp chủ nhân đi. Thưa chủ nhân, tôi biết. Ở đây đi thẳng về hướng đông, trên đỉnh một ngọn núi cao có một loại cỏ linh chi trị được bách bệnh. Vậy chúng ta đi mau đi. Nhưng muốn lấy được, chủ nhân phải diệt được con sư tử chính đầu, rồi sau đó mới lấy được cỏ tiên. Cứ đi thử xem sao, biết đâu ta lại lấy được. Bây giờ chúng ta phải đi ngay. Nàng yên tâm, ta nhất định lấy bằng được cỏ tiên đem về cứu phụ vương. Thưa chủ nhân, đã tới rồi. Xin ngài hãy lên trên đó một mình. Ngươi không đưa ta lên được nữa à? Thưa chủ nhân, không được. Bởi vì muốn lấy được cỏ tiên thì không được dùng đến phép thuật. Tôi e rằng... Ngài e ngại điều gì? Sao không nói thẳng luôn đi mà cứ ngập ngừng như vậy? Ngươi e ngại việc chi? Vách núi thẳng đứng thế kia, con người như chủ nhân thì làm sao lên nổi. E rằng rớt xuống thì tan xương nát thịt đó. Quả đúng là như vậy. Thần mã, ngài không có cách nào giúp được chủ nhân hay sao? Ta không có cách nào cả, chỉ mong chờ vào phúc đức của chủ nhân thôi. Ông có thể cho ta sợi dây thừng dài được không? Chủ nhân định làm gì? Rất tiếc tôi không thể giúp được gì cho chủ nhân. Ngài hãy cẩn thận. Chủ nhân thật là thông minh. Ta đã sớm biết chủ nhân rất thông minh rồi. Tôi theo hầu nghệ quả là rất xứng đáng. Nè ông thần mã, hãy dõi theo chủ nhân, để còn có thể giúp đỡ ngài nữa chứ. Ta đã nói là không thể giúp được gì rồi mà. Hay quá vậy, lấy hết không chừa cho em gái đi sao chị? Rõ ràng là tham lam quá mà. Sao không ào vô lấy đồ mà còn đứng đó? Về cung rồi, sao không đến thăm phụ vương mà ào vô lấy đồ? Nghe quần thần nói phụ vương bệnh nặng lắm rồi, có nói được đâu, còn thăm chi nữa. Đã không nói được mà phụ vương còn hôi tắm. Nếu vợ chồng công chúa Karina mà chịu được thì vô thăm đi, ta đây không cản. Đúng rồi, nghe nói người của phụ vương lỡ loét, quần thần không ai dám lại gần. Mình vào lỡ bị lây bệnh thì sao? Tại sao nàng lại nói như vậy? Cha mẹ lâm bệnh thì nhờ con cái thuốc than đỡ đần, lúc này không lo thì còn chờ lúc nào nữa? Chàng đứng lại, đứng lại đó, có nghe không? Công chúa hãy sắc dược liệu này cho phụ vương uống, có thể sẽ giảm bớt một chút bệnh tình chăng? Ta đã nói là ta không giúp được, sao mà ngươi cứ lải nhải bên tai ta hoài vậy? Ta lớn tuổi hơn ngài, đi theo nhiều đời chủ nhân trên chiến trường, ta có kinh nghiệm nhiều hơn ngài. Chỉ là... Sao? Ngài là thần, còn ta là yêu tinh. Thôi được rồi, ta thua ngươi rồi. Đừng nói gì đến thần hay yêu tinh nữa.
chúng ta cùng theo một chủ nhân, thì bây giờ chúng ta cùng dõi mắt theo ngài ấy. Thank you.